Xin thân ái chào các anh chị các bạn. Mình xin giới thiệu dòng loa kiểm âm Tannoy Go 7. Đây là mặt trước nha các anh chị. Và đây là mặt nghiêng. Và đây là một mặt nghiêng theo chiều đối xứng ngược lại. Và đây là mặt sau. Đường link sản phẩm và giá mình cập nhật ở phần mô tả. Và sau đây là thông số cơ bản của cái dòng loa này. Loa Tannoy Go 7 tần số đáp ứng của nó là từ 65Hz cho đến 20kHz cộng trừ 3dB. Cái độ nhảy SPL của nó là 110dB. Crossover chia ở hai quay XT. Điểm cắt tần số giữa hai quay là 1.5kHz. Chuẩn mạch của nó là class AB các anh chị. Công suất của Go 7 là 300W. Điện nguồn của Go 7 là chạy từ 100 cho đến 240V. Còn sơ qua các cái nút sâu của nó là đây, nút nguồn đây. Chúng ta cắm thẳng 220V điện lưới, nhưng mà nó có thể chạy nguồn giả rộng từ 100 cho đến 240V. Đây là tín hiệu đầu vào, gồm có jack Canon XL và link với cái jack 6 ly chuẩn Ba Lan. Auto Standby là chức năng loa tự động tắt sau khi mà một thời gian tín hiệu không có. Cái này là cái độ nhạy âm thanh đầu vào. Và cái này là cái ốc, ốc in. Rồi sơ qua là dòng sản phẩm loa kiểm âm Tannoy Go 7. Đường link sản phẩm và giá cập nhật ở dưới phần mô tả. Thân cảm ơn các anh chị đã xem video giới thiệu sản phẩm của mình nha.